Trong những ngày diễn ra lễ hội, huyện sẽ tổ chức 13 sự kiện, hội thi, hội thao sôi động như liên hoan diễu hành xe hoa, hội thi mâm ngũ quả đẹp, chậu quýt hồng đẹp, vườn quýt hồng kiểu mẫu, ẩm thực quê hương và nem Lai Vung, tổ chức tham quan các điểm du lịch cộng đồng, làng nghề, di tích, dựng tháp quýt hồng và tổ chức tuyến phố đi bộ tại công viên thị trấn Lai Vung cùng nhiều tiểu cảnh để du khách tham quan chụp ảnh.